Ok, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục chuyến hành trình chuyến xe này các bạn. Thì hôm nay cái bên có một chiếc xe lò rất là đẹp các bạn thấy không? Chiếc xe lò này thì nó cũng có một cái remote kéo giống như mình. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình nha. Thì trên hành trình nó có cái gì đặc biệt các bạn cùng theo dõi với mình nha. Vào để mua vào chỗ này coi các bạn. Ok, cái bên là chiếc xe Eco các bạn thấy không? Xe Eco hôm nay thì nó rất là buồn, nó đang đứng một mình. Bên đây có một chiếc xe lo nữa này các bạn. Wow, chiếc xe lo nó cũng rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho xe nó vô rửa nha các bạn, cho xe nó vô rửa xe nha. Đó. Wow. Rất là đẹp luôn. Sạc cái chiếc xe trên hai cái chiếc xe máy xúc trên remote luôn bạn thấy không? Ok, tiếp tục lên đường thôi chắc chàng trai ơi. Đó, đi ra này. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Chạy ghê quá các bạn ơi. Giờ mình cũng vào trong chiếc remote này, mình vào trong cabin mình lái nha, không là đứng ngoài ghê quá. Đó. Let's go. Start cái này đi. Đó là mình nhìn thấy góc này thì nhìn nó rất là đẹp đúng không? Thì xe nó đã được lên một cái màu rất là sáng luôn các bạn thấy. Hành trình thì mình sẽ cho xe này nó đi vào một trong cái khu gọi là khu để khai thác rồi nha, để chở máy xúc làm gì chứ, để chở máy xúc thì không thể các bạn. Ok, thì các bạn theo hết video để xem là mình chở đi đâu nha. Sau video này mình sẽ tiếp tục làm một skin nữa liên quan đến chiếc xe đầu kéo này, nhưng mà nó sẽ có một cái những cái họa tiết mới các bạn. Đó, thì bạn xem thì nếu bạn thích thì đừng quên like mình một like nha các bạn, like và nhấn đăng ký kênh. Nếu bạn nào chưa đăng nhấn đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh nha, thêm cái chuông nữa để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn. Xe hôm nay chạy rất là ok, chạy không quá nhanh lắm các bạn, mình chạy với một cái tốc độ vừa phải thôi, lại 85 km không nhiều. Đó, còi nhấn né mình ra. Hết xăng rồi các bạn ơi, trời ơi nãy lo đổ rửa xe rồi các kiểu, nhưng mà lại quên đổ xăng, quái chị đậu luôn. Rồi tiếp tục đi các bạn, khá là tiếc, mình sẽ tăng lên các bạn, tăng vận tốc lên. Xe đồ nhìn khá là ok nha, không vấn đề gì nha. Đó, mình tăng vận tốc lên rồi thì sẽ chạy nhanh hơn. Một quan chạm nhẹ các bạn, do chạy vận tốc nhanh cho nên là xe nó đang có một gia tốc rất là lớn, không có hãm phanh được và không cua đất xuống là nó không hết các bạn. Cho nên là bên ngoài mà các bạn nhìn thấy những cái xe mà nó chạy quá tốc độ thì nó không xử lý kịp qua những cái khúc cua này, cho nên là rất là nguy hiểm. Đó, rồi bây giờ mình sẽ hạ xuống này. Ý, chỗ này không có cái càng.
tặng luôn các bạn, chỗ này đâu có cần cái trắng đâu, đúng rồi, cái này chịu đi mà. Ok, chỗ đây nó có nút quá trời nút này. Ở đây là trời ơi ghê quá. Mình mãi nói chuyện các bạn, mãi nói chuyện. Bởi vậy cho nên khi mà lái xe ô tô thì các bạn nên tập trung. Và nói chung là xe điện cần phải tập trung các bạn. Và đặc biệt là những cái lúc mà mình chạy cực kỳ nhanh. Nói chung là chạy nhanh thì mình sẽ không xử lý kịp, cho nên là chạy xe cần phải giữ mức độ và ok, và chậm cầm tay lái là vững tay lái này, là làm chủ tốc độ. Bây giờ thì nó tới kho xăng các bạn thôi. Kho xăng thì kệ kho xăng, à tới cái trạm dừng chân để ăn uống các bạn, siêu thị có siêu thị trong đó. Thôi kệ đi, mình không quan tâm các bạn, mình sẽ tiếp tục hành trình của mình nha. Đó, hành trình của mình. Wow, có một chiếc xe màu vàng rất là đẹp bạn. Ok, rồi. Rồi. Đó, bạn thấy em đi rất là mượt luôn. Wow, đây tới công trường các bạn. Rồi luôn. Is bài luôn. Rồi cho nó qua đi. Cái chỗ này là cái chỗ mà đang sửa chữa đường các bạn. Bây giờ mình sẽ tránh né ra nha. Đi theo cái đường dẫn này. Đó. Lái theo những cái remote thì rất là khó, nó càng dài thì khó cua. Đó, nhưng mà phải đi thôi các bạn đó. Ok nha, canh hai bên đường nha, đó canh giờ là khá ok đó các bạn. Vào phía trong này có một chiếc xe lưu nữa, chiếc xe lưu này đang cán đường, nó đang cán nhựa. Ở cái bản nâng cấp sau này thì nó làm cho cái con đường này nó có nhiều cái nó dài hơn và nó có nhiều xe lưu hơn các bạn. Rồi 3-4 xe lưu luôn nè, thấy máy xúc phía trước không, có máy xúc đồ các kiểu đó, xe lưu nữa này. Wow, có xe lưu, xe xúc xe cuốc, cái này giống xe cuốc mình đang chở các bạn. Rồi, ok, tiếp tục các bạn. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp luôn, mình chọn con thời tiết đẹp để cho chúng ta có một góc nhìn cảnh quan thật đẹp. Các bạn xem video đừng quên like video nhé, các bạn like mạnh video và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo dõi blog, nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo mình sẽ đăng lên và các bạn sẽ nhận thông báo để xem, và mình sẽ ghim cái phần bình luận của bạn nào bình luận đầu tiên tương tác mạnh nha các bạn. Khá là nhanh luôn. Một xin nhanh là nít nè. Một xin nhanh là nít. Faster. Rồi luôn. Nó đi mục tiêu rồi. Này giống như là thấy va việc nè, nó bỏ nó đi liền các bạn. Không đúng. Ok, được rồi. Mình cho nó biết tay nha. Mình chặn đường nó lại. Video này khá là dài nè các bạn. Thì mình chơi nó này các bạn nhớ theo dõi nha. Thì mình chơi nó này. Wow. Ồ đây nó có một cái trạm gì các bạn. Ồ cái đấy cái trạm rơi xe gì ta. À trạm ăn uống hả. Mình chơi nó luôn này. Thấp này con. Vô luôn đi. Đó thấy chưa. Anh thấy tầm cỡ lái xe của mình chưa? Đó, giờ đứng chặn luôn các bạn. Chặn đường luôn, giờ sao? Nó đố bạn nó làm cái gì? Bật xi nhan xin đường các bạn thấy không? Mình ve lại.
Họ nhiều xe đã tông vô mình luôn kìa. Ok. Dạ bạn các bạn. Có dấu bánh xe các bạn thấy không? Xe kia đứng rồi, chứ chạy à, nó chạy, nó chạy à. Đi đi, lên lên, vô vô vô. Anh chạy anh bò bò lên các bạn thấy không? Chạy lên bò bò. Ok, thì video này mình review bạn tới đây các bạn. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Và nhớ theo dõi video tiếp theo của mình nha. Video tiếp theo thì mình sẽ làm skin khác các bạn. Skin khác đẹp hơn skin này nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Thì hy vọng qua video này thì đã mang lại cho bạn những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và các bạn đừng quên like video, like mạnh video và nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.